Sáng 3 tháng 9, nhiều người dùng xôn xao về tấm ảnh quảng cáo xe VinFast Luxxa 2.0 giá từ 794 triệu đồng và Luxxa 2.0 giá từ 1 tỷ 065 triệu. Hai tấm ảnh này được lan truyền nhanh chóng, thu hút không ít sự chú ý vì đây là mức giá thấp nhất của dòng xe VinFast Lux từ trước tới nay. Thực tế, các đại lý đang áp mức giảm trung 50 đến 150 triệu cho mẫu xe VinFast Lux sản xuất 2019. Cụ thể, Luxa 2.0 màu xám và màu bạc giảm 80 triệu, Luxa 2.0 cao cấp giảm 50 triệu, cũng áp dụng với màu xám và màu bạc. Trong khi đó, Luxa 2.0 tiêu chuẩn giảm 150 triệu và Luxa 2.0 nâng cao giảm 100 triệu, áp dụng cho tất cả tùy chọn màu sơn. Theo một tư vấn bán hàng, đây là chương trình kích cầu doanh số trong tháng 9, được cộng dồn với các ưu đãi khác của VinFast. Lấy ví dụ dòng xe VinFast Lux xa 2.0 tiêu chuẩn có giá 1 tỷ 649 triệu. Khách hàng trả thẳng sẽ được trừ 10% giá xe đương đương 167 triệu, giảm 120 triệu ưu đãi khách hàng cũ, giảm 150 triệu theo chương trình kích cầu tháng 9, giảm 50% phí trước bạ. Sau khi trừ đi tất cả ưu đãi, giá đến tay người dùng là 1 tỷ 135 triệu khoản tiền 70 triệu tiết kiệm từ voucher Vinhome mà nhân viên bán hàng đề cập tới không cố định, do giá mua lại voucher là khác nhau. Thông thường, số tiền tiết kiệm được khi dùng voucher mua xe VinFast vào khoảng 10 đến 30 triệu đồng. Tương tự, VinFast Luxa 20 sản xuất 2019 có giá thấp nhất 844 triệu. Với chương trình ưu đãi này, giá Luxa 20 tiêu chuẩn ngang ngửa với nhóm xe đen cỡ C như Mazda 3 hay Toyota Corolla Antis còn giá VinFast Lux xa 2.0 tiêu chuẩn nằm chung với nhóm SUV cỡ chung trên thị trường, như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe. Người mua xe VinFast Lux còn được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, từ phía chính phủ, do nguồn gốc lắp ráp trong nước. Xe cộ